Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ lại đồng hành cùng nhau trong những diễn biến mới nhất của AFC Champions League mùa giải năm 2021. Quý vị và các bạn đang được chuẩn bị theo dõi cuộc đối đầu giữa Johor Darul Takzim, đội bóng của Malaysia, và đối thủ của họ là đội bóng đã đứng thứ 3 ở mùa trước tại J-League, đó là câu lạc bộ Nagoya Grampus. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội hình ra sân của nhà đương kim vô địch Malaysia. Đứng trong khung gỗ của họ là thủ thành Marilas, cùng với đó là bộ tứ vệ Kundalan, Shane Lowry, Mauricio và Larere Corbinong. Ở hàng tiền vệ sẽ là bốn cái tên Safawi Rashid, Afik Faizali, Leandro Velasquez và Nasro Inza. Trên hàng công thì Besson sẽ đá cùng với Arif Ayman Hanapi. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó sẽ là ông Mohamed Hassan. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội hình ra sân của Nagoya Grampus dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Massimo Ficcanetti, huấn luyện viên người Italia. Đứng trong khung gỗ của họ là thủ thành đá từng khoa Borussia Dortmund Michel Langerak, cùng với đó là bộ tứ vệ Yutaka Yoshida, Shinosuke Nakatani, Yasuki Kimoto và Sunpei Naruse. Ở hàng tiền vệ sẽ là hai cái tên Takuji Yonemoto và Sho Inagaki. Trên hàng công thì mũi nhọn Ryogo Yamasaki sẽ nhận được sự hỗ trợ của Yuki Soma, Hiroyuki Abe và cầu thủ người Brazil Mateus. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên. Trong hiệp 1 này thì các cầu thủ Nagoya Grampus trong trang phục áo trắng quần trắng sẽ bảo vệ phần sân phía bên phải màn hình của các bạn. Johor Darul Takzim có một tình huống phản công. 4-4. Cú dứt điểm không vào. Pha ra chân rất nhanh của Besson. Besson đã có những nhịp quan sát các đồng đội. Tuy nhiên thì với góc sút rộng, anh đã quyết định tung ra một cú đá từ cự ly khoảng gần 30m. Vẫn là các cầu thủ Johor Darul Takzim. Khá tốt. Dứt điểm. Cú đá ngay đến từ Ayman Hanapi. Đó là một quyết định dứt điểm khá táo bạo đến từ cầu thủ màu số 42. Yoshida chuyền bóng cho Yuki Soma. Vẫn là Yuki Soma. Vẫn là Soma. Đưa bóng vào. Dứt điểm. Không vào. Một tình huống mà Yuki Soma đã có những bước đột phá ấn tượng. Anh đã rất nỗ lực để mở ra cơ hội dành cho Mateus. Đội cánh của Nagoya Grampus vừa có một tình huống phối hợp với nhau. Pha chạm bóng đủ tinh tế của Mateus để hướng trái bóng về góc xa. Rất quyết liệt. Besson. Pha xử lý rất gọn và cú dứt điểm đến từ Besson. Lần nữa chúng ta thấy được khả năng hoạt động độc lập của Besson. Trước đó là một cú đá, nó là một cú sút, nhưng Besson vẫn có thể khống chế được bóng và sau đó là xoay người dứt điểm ngay. Một cách đá rất hiện đại của Besson và nó cần thiết với Johor Darul Takzim vào lúc này. Mateus. Đối đầu với Corbinong. Vẫn là Mateus, rất nhanh. Có được khoảng trống. Chưa có tiếng còi nào cả, dứt điểm. Bàn thắng đã được công nhận. Bàn thắng đã được công nhận và Nagoya Grampus đã tạm thời vượt lên. Đội bóng đến từ Nhật Bản đã vượt lên trong sự phản ứng quyết liệt đến từ các cầu thủ Johor Darul Takzim. Thủ thành Farizan Malias đã tiến ngay tới khu vực trợ lý của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Ở những trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng của AFC Champions League không có công nghệ VAR. Và chuyền bóng ngược trở lại là của Ryogo Yamasaki. Và Hiroyuki Abe đã có một pha đệm bóng dễ dàng để mở tỷ số cho các cầu thủ bên phía Nagoya Grampus. Điều đáng nói hơn là ở tình huống này, khối phòng ngự của các cầu thủ JDT đã hoàn toàn sụp đổ khi mà Mateus đã có một pha bóng đột phá vượt qua một cách dễ dàng trước Lavere Corbinong. Vẫn là Yuki Soma và chọc khe tốt. Không có tiếng còi Việt vị vang lên, nhưng cũng không có bàn thắng thứ hai cho các cầu thủ Nagoya Grampus. Người đã có cơ hội là Kakitani, không Việt vị. Kakitani không việt vị khi mà Yuki Soma tung ra đường chuyền. Một tình huống mà trung vệ Shane Lowry đã dâng lên có phần hơi chậm một chút thôi. Nhưng đáng tiếc là Kakitani trong thế 1-1 với thủ thành Farisan lại không thể đưa bóng được vào lưới. Và tạt bóng của Matthew Davis. Besson! Tiếng còi đã vang lên. Tiếng còi đã vang lên, điều đó đồng nghĩa với việc mà đưa bóng vào lưới của Besson không được công nhận là một bàn thắng.
Những kịch tính đã xảy ra ở những giây phút cuối cùng. Góc máy quay chậm sẽ chỉ ra mọi vấn đề. Đã có một động tác đẩy người của Bergson với Yasuki Kimoto trước khi anh có cú đánh đầu làm tung lưới của Nagoya Grampus. Điều quan trọng là pha đẩy người đó đến ở những thời khắc ngay trước khi Bergson có thể tiếp cận được với trái bóng. Và đó là nguyên nhân cấu thành để trọng tài thổi phạt cầu thủ người Brazil. Đúng như vậy, 1-0 là đủ. Nagoya Grampus đã có được chiến thắng tối thiểu trước Joho Daru Takzim với bàn thắng duy nhất của Hiroyuki Abe. Năm 2021, bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử khi chúng ta sẽ góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hành trình khẳng định sẽ được tiếp tục khi các câu lạc bộ của Việt Nam bước vào sân chơi châu lục. Viettel FC cùng AFC Champions League, Hà Nội FC, Sài Gòn FC với AFC Cup đồng hành cùng các câu lạc bộ Việt Nam trên đấu trường châu lục từ 26 tháng 6 năm 2021 trực tiếp trọn vẹn trên truyền hình FPT. Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và ứng dụng Foxy.